trong khuôn khổ vòng 23 giải vô địch quốc gia Italia. Atalanta sẽ được thi đấu trên sân nhà Zenit Stadium và đón tiếp đội khách Napoli. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ lúc này đều có hơi hướng tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Sau đây sẽ là bài phân tích soi kèo trận đấu giữa Atalanta gặp Napoli vào lúc 0 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2021. Phong độ của Atalanta nắm trận gần nhất. Atalanta tiếp tục duy trì lối đá tấn công cởi mở ở mùa giải năm nay. Hàng công của họ đã đem về 49 bàn thắng, nhiều thứ hai của giải, còn hàng thủ đã phải nhận đến 29 bàn thua sau 22 vòng đấu. Họ vừa có được chiến thắng trước Cagliari ở vòng đấu trước. Hiện tại, đội bóng áo xanh đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 40 điểm sau 22 vòng đấu. Khoảng cách giữa họ và top 4 chỉ là 2 điểm. Do đó, đội bóng này đang quyết tâm để giành chiến thắng với hy vọng chen chân vào top 4 sau khi vòng đấu kết thúc. Phong độ của Napoli năm trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến, Napoli đang xếp ngay sau đội chủ nhà khi cùng bằng 40 điểm nhưng họ mới chỉ thi đấu 21 vòng đấu. Napoli cũng đang thể hiện một lối chơi tấn công mạnh mẽ ở mùa giải này khi hàng công đã đem về 45 bàn thắng, hàng thủ nhận về 21 bàn thua. Ở vòng đấu mới đây, họ đã thi đấu rất hay và có được chiến thắng tối thiểu trước nhà đương kim vô địch Juventus. Soi kèo tài xỉu, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi cả hai đội đang sở hữu lối chơi tấn công cởi mở. Đồng thời, các trận đối đầu gần đây giữa hai đội thường kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi khi 5 trên 7 trận đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả là tài. Do đó, đội ngũ soi kèo nhà cái đánh giá cao khả năng chọn tài 2.75. Soi kèo hiệp 1 Atalanta gặp Napoli. Với những gì hai đội đã thể hiện ở mùa giải năm nay cũng như trong những trận đối đầu gần nhất thì có thể dự đoán 45 phút đầu tiên sẽ diễn ra với thế trận cởi mở và hấp dẫn. Hàng công đang thi đấu rất tốt, còn hàng thủ lỏng lẻo đang là tình trạng chung của cả hai đội thì hoàn toàn có thể hy vọng vào một kịch bản xuất hiện nhiều hơn một bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Vì vậy, kèo hiệp 1 anh em nên chọn tài 1.25. Soi kèo châu Âu. Tỷ lệ kèo châu Âu nhà cái đưa ra là 1.99, 3.65, 3.55, tương ứng với tỷ lệ thắng, hòa và thua của đội chủ nhà. Sẽ là một trận đấu với thế trận giằng co khi cả hai đội sẽ sẵn sàng chơi sòng phẳng với nhau để tìm kiếm kết quả có lợi cho mình. Với các lợi thế nhất định thì nhiều khả năng Atalanta sẽ là đội bóng có được niềm vui sau cùng. Soi kèo tỷ số, những gì hai đội thể hiện cùng mục tiêu 3 điểm hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu đôi công hấp dẫn. Hàng công chất lượng đủ khả năng mang về tỷ số ít nhất 3 bàn. Thế trận cởi mở ngay từ hiệp 1 và bàn thắng ấn định của nhà trong hiệp 2 sẽ là kịch bản dễ xảy ra. Soi kèo châu Á, kèo chấp Atalanta gặp Napoli. Mặc dù vừa có cho mình chiến thắng, nhưng nhìn chung phong độ của Napoli khá tệ khi thua 2 và hòa 1 ở 4 trận đấu gần nhất. Đồng thời, họ đang tỏ ra vô cùng kém cỏi trên sân khách khi toàn thua cả 4 trận làm khách gần nhất. Trong khi đó, Atalanta đang có phong độ tốt hơn khi bất bại cả 4 trận liên tiếp gần đây. Đồng thời, ở lần chạm mặt vừa mới đây tại đấu trường Coppa Italia thì Atalanta đã dễ dàng đánh bại Napoli với tỷ số 3-1. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một chiến thắng dành cho Atalanta ở vòng đấu này. Vì vậy, chọn Atalanta với mức 0.5 ăn đủ cho kèo châu Á là lựa chọn hợp lý. Với các nhận định trên, theo tôi, giới đầu tư nên chọn cửa Atalanta 0.5 và kèo tài 2.75 thì sẽ mang lại tỷ lệ thắng kèo cao hơn. Dự đoán tỷ số trận đấu Atalanta 2, Napoli 1. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay thì quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video mới. Chào thân ái và hẹn gặp lại.